Hello, em xin chào mừng mọi người. Em xin chào mừng tất cả các bác anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của bốn anh Kinh Môn. Bên em thì chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Mọi người có nhu cầu mua bán trao đổi thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888. Và ngày hôm nay thì bên bốn anh Kinh Môn lại vừa về thêm một mẫu xe thuộc phân khúc hạng A mang thương hiệu của Hàn Quốc, rất là nổi tiếng và mọi người được rất là nhiều người tin dùng lựa chọn. Đó là chiếc Kia Morning, được sản xuất năm 2015. Động cơ máy là 1.25 phiên bản số sàn, tổng hành xe là màu bạc các mọi người này. Sơn xi còn rất là đẹp nhá, rất là bóng bẩy. Các đường cân nổi dập đây mọi người này. Còn nguyên bản theo xe rất là sắc nét này, form dáng em nó đây. Còn rất là cứng cáp nhá. Xe được lên form mới rồi, nhìn tương đối là đẹp. Đèn pha còn nguyên bản theo xe mọi người này. Còn rất là sáng nhá. Mặt ca lăng của xe đây. Nhìn rất là đẹp logo đây. Đèn pha còn nguyên bản theo xe rất là sáng mọi người này. Các đèn gầm đã được bác chủ độ lên đèn bi salon rồi. Siêu sáng luôn. Đèn pha cũng thế mọi người nhé. Đi trời tối rất là an toàn. Form dáng em nó đây. Nhìn rất là đẹp, màu bạc. Xe này em cam kết là tư nhân, sử dụng một chủ từ đầu, không taxi khoan đục. Nên là chất lượng của xe còn rất là tốt bà con nhé. Nên là bà con là cứ yên tâm khi lấy xe. Khám phí rất là dài. Trần đã được bác bọc dán ni lông rồi, chống nóng rồi. Form dáng em nó đây. Trang bị theo xe là 4 quả la răng lúp đây, nhìn rất là đẹp mọi người nhá. Lốp đây, khe rãnh rất là sâu. Bà con lấy xe về chỉ săn dùng thôi, không phải làm bất cứ 1.000 nào nữa. Bác chủ là rất là chịu chơi, đã độ xe lên full kịch đồ rồi, toàn đồ xịn thôi. Vè chắn mưa đầy đủ mọi người này. Lốp đây, la răng lúp nhìn rất là đẹp mọi người nhé. Các đèn hậu đây rất là sáng mọi người này, chữ logo đầy đủ này. Đèn hậu đây. Trang bị theo xe là hai mắt cảm biến lùi này và màn hình camera lùi. Đó. Xe còn rất là đẹp, form dáng đây. Còn tất cả còn nguyên bản theo xe hết. Máy móc zin, cột kèo, keo chỉ zin hết bà con nhé. Xe không một lỗi nhỏ. Xe em cam kết là không một lỗi nhỏ. Bà con lấy xe về chỉ sẵn dùng thôi. Máy số cực kỳ chất. Gầm bệ của em nó đây, gần như là không có mục mọt gì cả nhá. Đó, rất là chất luôn. Dòng xe mang thương hiệu của Hàn Quốc này thì rất là nổi tiếng rồi. Độ bền bỉ cũng như độ lành xe thì rất là cao. Đây là được rất là nhiều người Việt tin dùng lựa chọn. Và độ tiêu hao nhiên liệu của nó thì gần như là tiết kiệm số 1 rồi. Xăng ăn chỉ tầm khoảng 5 lít rưỡi thôi, đến 6 lít trên 100 km thôi. Rất là kinh tế bà con nhé. Chạy cực kỳ là kinh tế. Và dòng là thuộc xe phân khúc hạng A này thì nó lại rất là nhỏ gọn. Nên là đi lại các đường phố ngõ ngách thì rất là tiện lợi. Đồ đạc phụ tùng thay thế thì tìm rất và dễ và rẻ. Nên là bà con là cứ yên tâm khi lấy xe. Gần như là trong một trong những dòng xe rất là lành. Lành và bền xe. Thì em cam kết không một nỗi nhỏ bà con nhé. Đó, từ các khóa cửa đây còn rất là đẹp luôn. Xe đi cực kỳ là ít. Gầm bệ của em nó đây. Đó, còn sáng choang bà con này. Lốp sơ cua này còn rất là ít hạ nhá. Đồ đạc đầy đủ mọi người này. Chiếc xe còn cực kỳ là chất. Và chiếc xe này là bên bốn anh Kinh Môn đang chào bán với giá là 225 triệu. Chỉ với 225 triệu thôi là mọi người đã sở hữu chiếc xe này rồi. Một dòng xe mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc, rất là nổi tiếng. Nội thất của em nó đây, vô lăng cực kỳ là ít mòn bà con này. Đó, sần còn rất là nhiều này, gần như là chưa có hiện tượng mòn vô lăng nào luôn nhá. Đó, xe đi cực kỳ là ít luôn. Mặt đồng hồ đây, xe trang bị camera hành trình này, màn hình camera lùi này, màn hình Kia hãng đây, rất là xịn xòa luôn. Hơn năm củ đó, rất là hơn là xịn xòa luôn. Củ số đây mọi người, rất là ít mòn luôn nhá. Xe được độ lên hộp tì tay rồi, nhìn rất là đẹp mọi người này, rất là sang trọng luôn. Bác chủ đã bọc hai áo ghế đây, đằng trước đây, màu đỏ nhìn tương đối là đẹp này. Trần này đã được bọc 5D rồi, màu lâu đây. Nhìn rất là sang trọng mọi người này, chống nóng chống ồn. Rất là thẩm mỹ nhá. Đó. Chỉ với 225 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu chiếc xe này rồi.
Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 để em tư vấn hỗ trợ cũng như đặt lịch xem xe. Và địa chỉ để xem xe tiếp đó là thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên em thì có hỗ trợ mua bán vận chuyển toàn quốc. Nếu mọi người ở xa mà thiện chí chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em, cọc cho em 30 triệu sẽ vận chuyển xe cho mọi người. Và phí vận chuyển là thêm 5 triệu nữa một người lấy xe đi rồi, giá 225 triệu là bên em đã bao gồm hồ sơ cho bà con rồi nhé. Nên là bà con lấy xe về chỉ việc sang tên và đi thôi. Ở từng chi tiết của xe rất là đẹp bà con nhé. Ở táp ly của xe đây, không có bong chóc gì cả này, còn rất là mới nhé. Gương kính chỉnh điện này, các phím điều chỉnh này, từng chi tiết của xe này. Xe em cam kết là không lỗi, không một lỗi nhỏ bà con nhé. Ồ, cột kèo keo chỉ zin hết, máy móc còn nguyên zin chưa ra, máy số cực kỳ là chất, điều hòa thì rất buốt buột luôn, côn số thì ngọt lị như mía đường. Đây là hàng ghế thứ hai của xe này bà con này, ghế da xịn còn nguyên bản theo xe. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em. Táp ly của xe này bà con này còn rất là đẹp, không có hiện tượng bong chóc gì cả nhé. Mọi người lấy xe này phục vụ đi chơi Tết cũng như là tránh rét thì rất là ok. Đó, táp ly đây bà con này, rất là sạch sẽ bà con nhé. Keo chỉ zin hết rồi, em sẽ không quay nữa, phải đỡ mất thời gian. Đó, từng chi tiết của xe này mọi người có thể quan sát này. Xe còn rất là đẹp, rất là cứng cáp. Xe không một lỗi nhỏ, tư nhân sử dụng một chủ từ đầu, không taxi khoan đục, nên là bà con cứ yên tâm. Ở duy nhất là này, cái táp ly đằng sau bên phụ ấy có bị cháy xước một vết nhỏ nhỏ này bà con này, còn đâu là rất là đẹp. Đó, nội thất đây, ghế da xịn còn nguyên bản theo xe. Giờ em sẽ cho mọi người tham khảo qua phần khoang động cơ của xe. Đâu? Mà đồng hồ của xe đây mọi người, ô đồ của xe đây nhá. Đó, để rất là nhạy mọi người này. Đây xe trang bị khóa khiển đây nhá. Đó, từng chi tiết của xe đây, màn hình Kia hãng này, rất là xịn sò. Camera hành trình này. Đó, tất cả từng chi tiết của xe là đều hoạt động bình thường bà con nhá. Đó, nên là bà con là cứ yên tâm khi lấy xe. Đây, keo chỉ cabo mọi người này, nguyên zin hết nhá. Khoang động cơ của xe đây, có máy nổ cực kỳ là êm và chất, không có rung giật gì cả mọi người này. Đó, khoang động cơ còn rất là mới, không có hiện tượng rò rỉ dầu mỡ gì cả nhá, rất là khô ráo. Xe em cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, không một lỗi nhỏ. Bà con lấy xe về chỉ sẵn dùng thôi. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em nhé. Máy số em này em cam kết là cực kỳ chất, điều hòa thì rất buốt. Mọi người mà quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ em. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều trong thời gian vừa qua luôn đồng hành cùng với kênh của em. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới của em nhé.